Chiều ngày 30 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thủ Đức cho biết vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với Trần Quang Khải, 27 tuổi, quê Tiền Giang, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Công an quận Thủ Đức cho biết, vào lúc 17 giờ ngày 22 tháng 7, anh Trần Thanh Phong, sinh năm 1977, ngụ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, cùng vợ đến trụ sở công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại số 120-122 Kha Vạn Cân để yêu cầu công ty trả lại 458 triệu đồng mà anh Phong đã đầu tư vào dự án tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng dự án này bị chính quyền cưỡng chế do làm thay đổi hiện trạng và mục đích sử dụng đất mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Tại công ty Alibaba, anh Phong yêu cầu công ty trả lại số tiền nhưng nhân viên tư vấn không giải quyết vì cho rằng anh Phong vi phạm hợp đồng và yêu cầu anh làm đơn gửi lên lãnh đạo công ty. Lúc này Trần Quang Khải là tổ phó an ninh của công ty yêu cầu anh Phong trật tự và rời khỏi. Anh Phong liên tục lớn tiếng thì bị Khải cùng 4 nhân viên bảo vệ là Trần Đức Thiện sinh năm 1990, Nguyễn Thành Đại sinh năm 2000, ngụ tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1989, ngụ tỉnh Tiền Giang và Hà Ngọc Hướng sinh năm 1962, ngụ quận Thủ Đức, cầm tay, kéo chân, lôi anh Phong ra ngoài công ty. Khi anh Phong tiếp tục la lớn và phun nước bọt thì bị Hải đánh gây thương tích phải nhập viện. Ngày 22 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khởi tố tạm giam Nguyễn Huỳnh Tú Trinh sinh năm 1995, quê xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và Trần Quốc Tỉnh sinh năm 1995, địa chỉ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Lệnh khởi tố bị can bắt tạm giam này đã được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn ngay trong sáng ngày 22 tháng 6. Làm việc với cơ quan công an, cả Trinh và Tỉnh đều thừa nhận mình là nhân viên của địa ốc Alibaba có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 13 tháng 6, Trinh và Tỉnh đã có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Cụ thể, Trinh là người hò hét hô hào, chỉ đạo hàng chục người mặc áo mang dòng chữ bất động sản Alibaba, đập phá làm hư hỏng xe múc do chính quyền thuê đến, dẹp dự án bất động sản ma tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ. Theo chỉ đạo của Trinh, Tỉnh và một số người khác, dùng gạch đá đập phá làm hư hỏng cửa kính buồng lái, gương chiếu hậu, đèn pha chiếc xe múc. Theo kết luận giám định, trị giá tài sản bị hư hỏng và khắc phục hết 8,5 triệu đồng. Quá trình cản trở chống đối chính quyền, đoàn người trên đã dùng loa để kích động, lăng mạ, xúc phạm những người thi hành công vụ. Cả trong cảnh sát đã đến để phản hồi trật tự và đảm bảo cho chính quyền cưỡng chế an toàn. Tại hiện trường, Trinh, Tỉnh cùng nhiều người khác đã bị đưa về trụ sở công an để làm việc. Sau đó, hai bị can này bị tạm giữ hình sự và gia hạn tạm giữ hình sự 2 lần.